chào, Minh Ngọc đây. Hiện tại thì cái cằm của mình nó đang bị rất là sưng do hôm trước mình mới đi nặn mụn xong và mình cũng đang bị kiêng make up ấy. Mình không được make up vào cái phần này. Thế nên là cái phần này nhìn nó hơi có một chút lố bịch. Thì mình mong mọi người sẽ không để ý cái điều này. Ok, trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay thì sẽ là một cái tập Shopee haul. Thế nhưng mà cái tập ngày hôm nay nó sẽ khác bình thường một chút. Bình thường mình mua đồ ấy thì mình hay mua những cái shop kiểu shop yêu thích này, hoặc là có rất nhiều lượt bán, có rất là nhiều lượt đánh giá rồi. Nhưng mà lần này ấy, mình sẽ mua thử đồ của một shop mà đồ ở đây thì gần như cái lượt bán nó rất là ít, gần như là không có đánh giá nào luôn. Và cái giá thành ở đây thì mình thấy nó rất là rẻ. Thế nhưng mà mình cảm thấy là có vài cái món đồ cũng khá là hay ho, thế nên là mình đã đánh liều và mình mua thử cái haul ngày hôm nay. Có rất nhiều cái sản phẩm trong ngày hôm nay thì mình là cái người đầu tiên mua luôn ấy. Đấy, thế nên là để xem là cái tổ shopping có độ mình không. Ok, giờ vào cái món đầu tiên, cũng là cái món mà mình cảm thấy là nó thành công nhất trong cái haul ngày hôm nay. Cái váy này mình thấy nó rất là hợp lý để mặc cái mùa lễ hội luôn ấy. Nó là một cái dáng đầm body. Thật sự là mình cũng là một đứa kiểu vòng ba cũng không quá to đâu. Thế nhưng mà khi mà mặc cái váy này mình cảm thấy là nó độ vòng ba của mình lên rất là nhiều luôn ấy. Và nhìn người mình trông rất là thon gọn, trông rất là đỉnh. Thật sự luôn, mình rất thích cái váy này luôn ấy mọi người. Cái chất vải của em này nhá, nó là cái chất vải tăm, ngân tăm. Mình không cảm giác là cái chất liệu này nó sẽ dễ bị rão đâu, mà thực sự nó rất là chắc chắn ấy. Đầu tiên mình cầm cái váy mình thấy nó cũng bình thường thôi, mà đến khi mà mình mặc lên dáng mình kiểu bất ngờ thực sự. Thế sao nó có thể đẹp như thế nhỉ? Đấy, thế nên đây là một trong những cái món mình cảm thấy là mình rất là thành công trong cái haul ngày hôm nay luôn ấy. Ok, cái món tiếp theo trong cái haul ngày hôm nay nó sẽ là một cái áo kiểu dáng nhờ, nó sẽ là cái kiểu mà lệch một bên vai ấy mọi người. Mình thấy cái kiểu áo này nó rất là hay ấy. Thế nên là mình đã quyết định mua cái này về. Cái này thì ở ngoài mình không ngờ là nó có hơi kiểu cảm giác là nó hơi lấp lánh một chút ấy. Thế nên là mình nghĩ là nó rất là phù hợp cho những cái buổi tiệc cuối năm. Cái chất liệu của em này thì là một cái chất liệu cũng là gân, nhưng mà cái độ co giãn của nó rất là tốt, rất là nhiều ấy. Với cái áo này thì mọi người có thể mặc rất nhiều kiểu. Mọi người có thể mặc cùng với cái chân váy này, hoặc là cùng với cả quần jeans. Nếu như bạn nào là một cái người kiểu ăn mặc kiểu đơn giản hay là kiểu an toàn giống như mình ấy, thì mọi người có thể chọn những cái áo mà nó có màu sắc nổi bật như thế này, thì nó sẽ khiến cho cái trang phục của các bạn trông nó không bị nhàm chán quá. Theo thì ở đây mình có mua được một chiếc đầm body nữa. Nói chung là ở cái shop này thì mình thấy là cái sản phẩm nhiều nhất của bên họ là đầm body ấy. Đấy, thì dạo này thì mình cũng có tập tành một chút, tất nhiên là nó cũng chưa được quá là đẫy đà lắm, thế nhưng mà mình cũng đã tự tin mặc body hơn rồi. Cái chất liệu của em này thì nó cũng không phải là quá mỏng, nhưng mà nó cũng không phải là quá dày đâu. Nó cũng là chất gân tăm. Thì cái màu mình chọn là một cái màu xanh coban và nó rất là trắng da mình luôn ấy. Cái dáng này ấy thì nhìn trông nó kiểu hơi sporty một chút. Thì mình nghĩ mọi người có thể đội cùng với cả mũ này, hoặc là mọi người có thể mặc cùng với áo khoác bóng chày cũng rất là đẹp. Cái váy này thì mình cảm thấy là khá là ổn so với mức giá này. Em váy này có cái giá rất là rẻ thôi, thế nhưng mình nhớ đâu đó hình như là trên dưới 100.000 thôi ấy. Thì mình nghĩ nếu bạn nào mà thích một cái đầm body mà kiểu đơn giản dễ mặc thì có thể tham khảo thử cái này nhé. Cái tiếp theo ở đây thì mình có mua được một chiếc áo hai dây. Nó cũng giống một cái kiểu mình đã từng có rồi. Thế nhưng mà cái chất liệu thì nó là cái chất liệu lụa, nó khá là lạ. Thế là mặc cái này đây cũng rất là xinh. Tuy nhiên nhá, có một cái vấn đề là cái áo này nó không có cái phần dây để điều chỉnh ấy. Cái dây quai nó không thể điều chỉnh được, thế nên là mình cảm thấy là nó hơi bị rộng so với cơ thể của mình. Mà cái áo này thì giá cũng cực kỳ rẻ ấy. Cái dáng này thì nó rất là hợp với những bạn mà có vòng một khiêm tốn giống như mình, bởi vì nó là cái dáng kiểu bo chun như này. Đấy, nó sẽ tạo cái độ phồng trên áo và nhìn trong người mình trông nó không bị bức tường ấy. Với cái chất liệu lụa bóng mình cảm thấy là mặc lên da trông kiểu cái nước da của mình nó cũng mặc tôn lên rất là nhiều ấy. Khá là thích. Tiếp theo thì sẽ là một cái váy mà mình kiểu mình rất là lo cái váy này luôn ấy, bởi vì mình chưa bao giờ mặc một cái váy nào như này cả. Cái váy này nhá, nó là một cái dáng kiểu hơi cut out ở phần ngực, nó cũng khá là sexy. Và thật sự là mình rất ít khi mặc cái phong cách này đi ra ngoài đường ấy mọi người. Cái chất liệu của em này nó là cái chất liệu vải kiểu nhờ nhờ, nó kiểu hơi ly lông một chút ấy mọi người. Cái chất liệu này nó làm mình hơi liên tưởng đến đồ bơi ấy, mọi người ạ. Mình không biết mình diễn tả nào đâu, nhưng mà nó làm mình hơi liên tưởng.
Xong rồi cái phần nhún nhún này, rồi cái size người của mình thì mình mặc cái này hơi rộng, nhưng thật ra thì cái váy này là cái váy mà mình ít thích nhất trong cái hòa ngày hôm nay. Mình ước là nó sẽ ôm vào người mình thì mình sẽ thích hơn. Tiếp theo thì sẽ là một chiếc váy màu trắng. Cái váy này thì mình thấy là cái dáng nó kiểu siêu basic luôn rồi, nó dễ mặc cực kỳ luôn rồi. Nó là cái dáng kiểu cũng body một chút. Cái phần trên thì nó sẽ hơi điệu điệu hơn, kiểu nhún nhún nơ nơ như này, thì nó sẽ hợp với những bạn phong cách kiểu nữ tính bánh bèo. Mặc dù mọi người bảo là mình mặc bánh bèo rất là hợp, nhưng mà mình vẫn chưa thực sự mặc quá nhiều cái phong cách này. Cái váy này thì mình thấy là mọi người có thể mặc đi làm mọi thứ cũng được ấy, vì mình thấy cơ bản là nó không quá hở hang này, và nó cũng có một cái độ thanh lịch vừa phải. Về chất liệu của em, váy này thì nó là cái chất liệu kiểu cốt tông. Cái cốt tông này thì nó cũng vừa đủ để che thôi, chứ nó không phải là một cái chất cốt tông quá xịn đâu. Nhưng mà mặc cái này thì mình cảm thấy nó không bị lộ gì cả, nó không bị lộ nội y của mình, nhưng mình cũng khá là ưng rồi. Ok, để tổng kết cái lần mua đồ cực kỳ mạo hiểm này thì mình sẽ vote mọi người nên mua thử cái váy body đầu tiên mà mình nói. Rất đỉnh, rất rất đẹp. Và cái món thứ hai mà mình vote mọi người nên thử mua đó chính là cái áo lệch vai màu xanh lá cây này. Cá nhân mình thì mình nghĩ là cái kiểu này nó sẽ khó mặc, thế nhưng mà không mọi người ạ, nó rất là xinh luôn. Và mặc dù là mình là một bức tường ấy, thế nhưng mà mặc này nó không nhìn nó không bị lép chút nào cả, mình thấy rất là thích. Nên là mọi người nên thử hai cái món này nhá. Ok, và đó là cái trải nghiệm của mình khi mua hàng ở một cái shop mà có ít lượt bán. Thì nếu như mọi người muốn mình mua đồ ở một shop nào đấy hoặc là một cái phong cách nào đấy thì mọi người đừng quên để lại comment bên dưới cho mình biết với nhá. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi, và mình cảm ơn mọi người theo dõi video này. Giờ thì bye bye.